bên kia đó là cây cầu dừa đó bà con. À, bên đó là quận tư á, có cái cây cầu dừa. Vậy là đối diện qua đây là xưa là cầu Rạch Mình nè bà con. À, con đường này là đường Hậu Hớ nè, hồi xưa là đường Quỳnh Văn Tiên. Hồi xưa ở đây là có cái cầu Rạch Mừng nè. Rồi cái Rạch Mừng này là đi thẳng luôn tới nghĩa địa Cầu Kho luôn đó bà con. Đó ngay đây nè, đó ngay chính thức là ngay đây là có cái cầu Rạch Mừng. À, sẵn tiện nói về con đường Bến Dương Dương và ba mẹ cầu chở bà con bắt đi con đường Bến Dương Dương này luôn ha. Đường này đường Trần Đình Xu nè, xưa là đường Phát Diệm nè. Nơi đây có cái cầu đó nè. Cầu này người ta gọi là cầu Kho. À, nơi đây có một cái rạch người ta gọi là rạch cầu Kho, nó đi luồn sâu vô bên trong luôn đó bà con. Mà nó luồn sâu nó không có qua bên mé đường bên kia, mà nó luồn sâu nó vòng vòng dọc ra lại cái đường mà cái chỗ Năng Si á. Con đường này là đường Nguyễn Cảnh Trân nè. Con đường này nó hơi bị chán ha bà con quá ha. Nhưng mà thật sự xin thưa bà con cô bác, hồi xưa thời mà từ thời Pháp luôn á, thời vua chúa luôn á, con đường này là một con đường lộ chính đó bà con. À, hồi đó mà để từ Sài Gòn đi vào Chợ Lớn là chỉ có hai con đường thôi, một con đường trên và một con đường dưới. Con đường trên là con đường Nguyễn Trãi đó bà con, để đi vào Chợ Lớn, và con đường dưới là con đường này nè. Hồi xưa con đường này nó quan trọng lắm nha bà con, nó cặp theo đường bờ sông. À, hồi đó là cái con kinh này là như là con kinh Bến Nghé ta, kinh Tàu Hủ. À, đây là con kinh Tàu Hủ. Hồi xưa miền Nam mình thường hay gọi là kinh nha bà con, kinh với rạch. Còn bây giờ mình đổi lại là kênh. À, đường này đường Nguyễn Văn Cừ nè, hồi xưa là đường Năng Si thời Pháp, sau đổi lên là đường Cộng Hòa. Ở đây có một cái cây cầu, cầu này người ta gọi là cầu Bà Đô nha bà con. Đó bà con có thấy không, bây giờ vẫn còn á, dấu vết tích của cây cầu vẫn còn á. Cái con rạch Bà Đô bây giờ vẫn còn nè bà con. À, các bác xem đi. Đó, đặt Bà Đô vẫn còn. Bà mày gọi tính quay cái đặt Bà Đô cho bà con. Nhưng mà ở đó có cái lực lượng cảnh sát đang làm việc á. Mình quay cái nhiều khi tình ngay lý gian bà con. Họ, mình không có tố tình quay mấy cái chiến sĩ đó làm việc. Nhưng mà họ thấy mình cầm cái máy quay á, thì nó cũng phiền tối. Rồi, xin thưa bà con cô bác, bên tay phải ba mấy cò đây nè, qua cái rạch Bà Đô con gái là nơi đây hồi xưa là nhà đèn Võ Quán nè. Đó, toàn bộ bên tay phải này bây giờ là nhà đèn Võ Quán năm xưa đó bà con. Bây giờ nó thuộc về của lực lượng thanh niên xung phong đó, toàn bộ bên tay phải luôn. Hồi xưa là ở đây có cái nhà đèn Võ Quán lớn lắm, cung cấp điện cho đô thành Sài Gòn đó bà con và các tỉnh lân cận luôn á. Rồi, trước mặt bà con cô bác đây là cầu chữ Y. À, cầu chữ Y này là xưa giờ rồi. Bên phải là đường Nguyễn Biểu. Rồi mình qua tới bên này rồi bà con. Từ cái chỗ mà tính từ cái rạch Bà Đô á, qua bên này á, thì bây giờ nó hết đường Bến Dương Dương rồi. Mà bây giờ nó lại tên là con đường này là con đường Bến Hàm Tử. À, riêng về Bến Hàm Tử thì xin thưa bà con cô bác, ba mẹ còn không biết, không biết ý nghĩa tại sao lại đặt là tên là Bến Hàm Tử. Bà con cô bác nào có biết thì bà con cô bác giải thích giúp ba mẹ cô nhé, hoặc là chia sẻ cho ba mẹ cô biết tại sao cái đoạn đường này đây người ta lại gọi là Bến Hàm Tử. Cái gì biết thì ba mẹ cô nói biết, cái gì không biết thì nó không biết nha. À, các cô chú bác thì có biết cái gì xin mời bác dạy giúp ba mẹ cô nhé. Đây đây, Bến Hàm Tử này thì chỉ có nổi tiếng nhất một cái thôi, đó là nhà thương Chợ Quán.
Nhà thương Chợ Quán này là nhà thương đầu tiên luôn á bà con, đầu tiên của khi mà Pháp đặt chân tới Sài Gòn đó là Pháp xây dựng cái nhà thương Chợ Quán này nè. Nó lâu đời hơn cả bình nhà thương Đồng Đức luôn á. Đó, nhà thương Chợ Quán này là nhà thương lâu đời nhất Sài Gòn. Ở trong đây còn có chạy giam nữa nha bà con. À, hồi xưa là nơi đây là bây giờ hình như là nghe nói trong này là vẫn còn một cái phòng mà kỷ niệm hay là cái gì đó bà con, ở trong cái nhà thương Chợ Quán nè. Đây là một trong những nhà thương lâu đời, gọi là lâu, nhà thương đầu tiên luôn á, phải gọi là như vậy mới đúng. Đây là nhà thương đầu tiên ở Sài Gòn. Còn đây là bệnh viện tâm thần nè. Bệnh viện tâm thần này bây giờ đang chuẩn bị dời ra ngoài Bình Chánh đó bà con. Ngoài cái khu vực mà Lê Minh Xuân á, xây dựng một cái nhà thương tâm thần ở đó lớn lắm. Bên trái này là chợ Hòa Bình. Đường Đào Tấn nè, ra mặt sau của chợ Hòa Bình. Chúng ta đang đi trên con đường Bến Hàm Tử nha bà con. Đây có cây xăng. Ui trời. Ở đây thường hay bị phạt nguội lắm bà con. Ở đây thường hay bị bắt nguội lắm. Trước mặt bà con bác có một cái bốt cảnh sát giao thông đó, một cái đội cảnh sát giao thông. Nơi đó hồi xưa trước năm 1975 đó là một cái chi nhánh của cái bốt Bà Hòa của cảnh sát đặc biệt đó bà con. Con đường này đường An Bình, nổi tiếng là con đường phong thủy. Giao thông trật tự. Ở trên đây là mấy chiến sĩ đang lập chốt ở trên này nè. Con đường này hồi xưa nó còn có tên là đường Đại Lộ Đông Tây đó bà con. Ở đây là cái cầu này là cầu Nguyễn Tri Phương nè. Hồi xưa ở đây là có một cái bến đò, người ta gọi là bến đò La Cai nè bà con. Nó nằm khúc dưới đây. Bến đò La Cai nằm trước cái dưới này nè nha, chứ không phải nằm ngay giữa cái đường La Cai đâu. Ngay khúc dưới đây này có bến đò La Cai. Ở đây là cái sân tennis nè. Rồi qua bên tay trái ba mươi cầu đây nè, nhìn qua bên đây nè bà con, hồi xưa là có một cái nhà máy xay lúa Lưu Bình Xanh. Nằm phía sau của Đại Thế Giới. Con đường này là đường Ngô Quyền nè. Ở đây vẫn là bến Hàm Tử nha bà con. Ở đây người ta làm mấy cái đồ dằn dằn dữ quá. Mình đi Bình Tân giống như đi xe ngựa vậy đó. Cái này là ta gọi là giảm tốc đó bà con. Ở đường Ngô Quyền nằm đây nè. Bến Hàm Tử này nổi tiếng nhất là bán vật liệu xây dựng.
Rồi mình chạy tới đây người ta gọi là xóm chỉ đó bà con. Đường này đường Tẳng Đà. Hồi đó bến Hàm Tử là tới đây là hết rồi nè. Cái khu này người ta gọi xóm chỉ, nhìn qua bên tay trái này hồi xưa có cái cầu xóm chỉ ở đây nè. Ủa không phải nữa, lộn rồi, đây mới Phan Phú Tiên à. Vậy là Tẳng Đà trên này. Vậy là cầu xóm chỉ nằm bên này. À, bến Hàm Tử là tới đây là hết nè. Tới Tẳng Đà là hết, qua bên kia là xưa là bến Lê Quang Liêm. À, đó đây là cầu xóm chỉ. Nguyên cái bãi đất trống này xưa là nhà hàng nè bà con. Ba mẹ gọi tầng đi ăn tiệc cưới trong nhà hàng này. Đó, mình qua đây là bến Lê Văn Liêm rồi. À, quẹo phải. Con đường này là đường Hải Thượng Lãng Ông. Hồi xưa ở đây là khu tiểu đảo nè bà con. Toàn bộ cái phía giữa đường này nè, hồi xưa là các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa xây dựng nhà trái phép đó bà con. Họ xây dựng nhà xong cái đầu họ đem bán lại. À, rồi cuối cùng nơi đây hình thành ra một cái phố mà gọi là phố Thuốc Bắc. Hai bên đường bán phố Thuốc Bắc quá trời luôn cái khúc này đây. Rồi sau này bây giờ là nhà nước mới giải tỏa xong hết nguyên cái khu tiểu đảo này. Đường này đường Triệu Quang Phục. Bên tay phải ba mày gò đây là có cái hãng bị hương tố nè, cái bảng màu đỏ đỏ nè bà con. Đó, hãng bị hương tố đó, bán bột ngọt á, bột ngọt bị hương. Giờ ba mày gò chạy lên cái cầu này, cầu Trà Và. Lên cầu này, cầu Trà Và. Bên tay trái này là xưa là rạp Phi Long nè. Bên tay phải này xưa là bến xe Tùng Thiện Dương. Bên kia là chợ Sấm Củi. Và ba mày gò quẹo vào phải vào đây. Con đường này mang tên là đường Cao Xuân Dục. Xin thưa bà con cô bác, con đường Cao Xuân Dục này vào thời trước năm 1975 đó, nó mang tên là đường Cần Duột hay là bến Cần Duột á. Đây là đường Lương Ngọc Quyến nè. Bắc Tùng Ký. Bây giờ mình tiếp tục mình đi lên đây cái cầu này người ta gọi là cầu Nhị Thiên Đường. Ba mẹ gò sẽ chở bà con quá đi qua khu xóm đạo Phạm Thế Hiển.
là cầu Nhị Thiên Đường. Phải ở đây con đường này đường Phạm Thế Hiển. Rồi chó. Rồi qua đây là xin thưa bà con cô bác, nơi đây là chúng ta đã vào khu xóm đạo Phạm Thế Hiển rồi đây, quận 8. Bên tay phải này là chợ Lò Than. Thì ở xóm đạo Phạm Thế Hiển này trước năm 1975 á, thì nổi tiếng nhất đó là giáo xứ Bình An nha bà con, của cha Hoàng Quỳnh. Thì bà con cô bác cũng biết mà cha Hoàng Quỳnh đó là một trong những người mà coi như là giỏi võ, cùng với lại giám mục mà Lê Hữu Từ bà con, đó là giáo dân phát diệm. Thì đây là toàn bộ xóm đạo quận 8 này là hầu như là đa phần là giáo dân phát diệm di cư vào năm 1954. Mà hôm nay ba Michael có nói bà con bác, hôm nay ba Michael sẽ kể về hồi xưa chứ không kể về hồi nay. Thì gắn liền với cái giáo xứ Bình An này nè, có một người mà thường là ba Michael thấy các cô chú anh chị và các bạn thường hay nhầm lẫn, kể cả ba Michael cũng hay nhầm lẫn luôn, đó là nhầm lẫn với lại ông Hoàng Đức Nhã. Cái ông đó tên gì ba Michael quên tên rồi, nhưng mà thường hay bị nhầm lẫn với ông Hoàng Đức Nhã lắm. Vì bà con cô bác biết mà, ông Hoàng Đức Nhã là em họ của ông Nguyễn Văn Thiệu, em họ của ông Nguyễn Văn Thiệu là từng là tổng trưởng dân vận mà Chiêu Hồi á, bộ trưởng á, tổng trưởng dân vận và Chiêu Hồi. Thì cái ông này là thường hay bị nhầm lẫn với ông đó lắm. Mà thực sự một điều á, khi mà bà con cô bác mà nghiên cứu về Sài Gòn xưa á, đã đi theo cha, theo giám mục Lê Hữu Từ và cha Hoàng Quỳnh, cuộc đời hai người này gắn liền với hai người này, cái ông đó gắn liền với hai người này, đi từ Hải Phòng vào tới miền Nam luôn nha bà con, và đã từng là cố vấn mình sau năm 1955 á, là có hai Việt Nam Cộng Hòa, có hai cái triều đại đó là đệ nhất và đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa. Thì cái triều đại thứ nhất là ông Ngô Đình Diệm, thì cái người này ông này là cũng là tại vì làm bên tình báo mà, cho nên là cũng là người cố vấn cho ông Ngô Đình Diệm. Rồi qua đến thời mà đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa thì lại là cố vấn cho ông Nguyễn Văn Thiệu, cho đến khi năm 1967 69 gì ba mày còn quên rồi, thì cái mới bị bại lộ ra. Thì cái tên người này thì ba mày còn quên rồi, nhưng mà mọi người thường hay nhầm lẫn với ông Hoàng Đức Nhã lắm, nhưng mà thực sự hai người này là khác biệt nha bà con. Đó, thì cái giáo xứ Bình An này thì nổi tiếng ba người, cha Hoàng Quỳnh với cha giám mục Lê Hữu Từ với lại cái người này ba Michael quên tên này. Rồi giờ để ba Michael mua nước mía. Mình là Lê Thanh Đức Hưng, biệt danh là ba Michael. Cả nhà nhớ bấm subscribe ủng hộ kênh mình nha. Bye bye, tạm biệt.